Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo kéo thứ gì. Vậy là tam đại vua của Vũ Hào đã được tụ họp. Y Lai Khắc Tư sắp hy sinh trở thành vua thứ ba chính thức của Vũ Hào. Sau khi Vũ Hào trở về từ đại hội đấu hồn, Y Lai Khắc Tư cuối cùng cũng đã xuất hiện trở lại để giúp Vũ Hào hợp nhất phệ linh đao khắc. Sau khi hợp nhất phệ linh đao khắc, Vũ Hào đã được lợi ích rất lớn, không chỉ năng lực của chính mình tăng mạnh mà còn giúp Y Lai Khắc Tư phục hồi lại hình dạng thật sự, mở ra con mắt thứ ba là sinh linh chi nhãn. Hơn nữa, biển tinh thần hải của Vũ Hào còn có khả năng bất tử bất diệt. Y Lai Khắc Tư sau khi phục hồi đã nói với Vũ Hào rằng giờ đây ông ta chính là một vũ hồn của Vũ Hào, nghĩa là Vũ Hào hiện tại đã có 3 cái vũ hồn của chính mình. Tuy nhiên, Vũ Hào hiện giờ vẫn còn yếu, chưa thể hoàn toàn làm chủ sức mạnh truyền thừa của Y Lai Khắc Tư. Khi mà đạt tới cấp độ hồn vương năm hoàn, Vũ Hào mới có thể tiếp nhận hoàn toàn truyền thừa của ông. Y Lai Khắc Tư vừa mới phục hồi lại hình dạng thực sự, thần thức của ông ta được củng cố nhờ sinh linh chi kim, giúp ông ta không có nguy cơ bị tan rã. Ông ta cũng nhớ lại mình có 3 truyền thừa, 2 trong số đó đã được truyền thừa cho người khác. Truyền thừa cuối cùng về vong linh ma pháp này sẽ dành cho Vũ Hào. Chỉ một thời gian nữa, Y Lai Khắc Tư sẽ thật sự rơi vào cảnh diệt vong. Lần này thì Y Lai Khắc Tư sẽ chết hẳn, thế nhưng ông ta sẽ mở ra vũ hồn thứ 3 cho Vũ Hào. Ở trong nguyên tắc, khi mà Vũ Hào tiến tới Nhật Nguyệt Đế Quốc để học tập về hồn đạo khí, anh ta tình cờ nhận được phôi thai của Tuyết Đế ở Minh Đức Đường sau một cuộc đấu giá. Vũ Hào lúc này phá vỡ phong thần đài để giải phóng Tuyết Đế, dẫn tới cuộc chiến với Độc Bất Tử và Kính Hồng Trần. Sau đó Tuyết Đế đã tự báo, thế nhưng một sợi nguồn lực lượng của Tuyết Đế được Băng Đế đưa vào biển tinh thần hải của Vũ Hào. Tuy nhiên, nguồn lực lượng linh hồn này rất là không ổn định, có khả năng gây nổ khiến cho tất cả mọi người gặp nguy hiểm. Rất may là Y Lai Khắc Tư đã có cách phong ấn nguồn năng lượng của Tuyết Đế. Tuy nhiên, ở trong sự cố tiếp theo, nguồn lực lượng của Tuyết Đế bị kích hoạt bởi giường ngọc thủy hàn băng vạn năm của Hạo Thiên Tông, khiến cho nguồn lực lượng trở nên cực kỳ là bất ổn và có thể nổ bất cứ lúc nào. Y Lai Khắc Tư phải hy sinh thần thức của chính mình để áp chế nguồn lực lượng của Tuyết Đế, dẫn đến cái chết hoàn toàn của Y Lai Khắc Tư. Thế nhưng trước khi ra đi, Y Lai Khắc Tư đã kích hoạt vũ hồn thứ 3 cho Vũ Hào, đặt tên cho nó chính là Tử Linh Thánh Pháp Thần. Vũ hồn này rất là đặc biệt, không thể gắn hồn hoàn, thế nhưng có sẵn một cái hồn hoàn màu xám và thừa kế vong linh ma pháp của Y Lai Khắc Tư. Vong linh ma pháp mạnh mẽ của Y Lai Khắc Tư có thể tiếp cận cấp độ thần cấp và là kẻ thù của tất cả tà hồn sư ở trên thế giới. Vũ Hào đã sử dụng vong linh ma pháp để đánh bại nhiều tà hồn sư. Mặc dù vậy, vong linh ma pháp lại có hình dạng rất giống với sức mạnh của tà hồn sư. Điều đó cũng dẫn tới Vũ Hào không dám sử dụng nó thường xuyên, chỉ có thể thay đổi hình thể, biến trở thành một người khác, được gọi là Đường Ngũ. Lúc này thì Vũ Hào mới dám sử dụng vong linh ma pháp ra sử dụng. Ngay cả Huyền Lão trước đó cũng đã nghi ngờ về Vũ Hào. Khi mà ông chứng kiến Vũ Hào sử dụng vong linh ma pháp, ông đã bắt đầu mất niềm tin vào Vũ Hào. Thế nhưng sau cùng ông lại thấy được một tiêu thuộc tính quang minh ở trong vong linh ma pháp. Ông chỉ yêu cầu Vũ Hào ít sử dụng nó, bởi vì nó sẽ dễ gây hiểu lầm cho những người xung quanh. Vậy các bạn nghĩ sao về 3 vũ hồn của Vũ Hào? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng, theo thì gì? Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.